Thưa quý vị, ngay sau khi có chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Long An đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người sử dụng lao động, đồng thời nhanh chóng xử lý hồ sơ, xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm căn cứ để Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay. Đến nay, toàn tỉnh có 7 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương tháng 7-8 năm 2021 cho 702 lao động với số tiền khoảng 3,7 tỷ đồng. Chi nhánh đã gửi mẫu biểu hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn, trong đó có một doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ vay trả lương ngừng việc cho 29 lao động, số tiền 92 triệu đồng. Ngay sau khi doanh nghiệp gửi hồ sơ đầy đủ, chi nhánh sẽ rà soát phê duyệt cho vay theo quy định. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Long An sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động thực hiện các thủ tục vay vốn theo quy định. Việc triển khai chính sách này được kỳ vọng sẽ sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.